Xin chào khán giả của 360 Độ Ngon. Như tiêu đề của video này thì ngày hôm nay Bảo sẽ giới thiệu cho mọi người một cái món, đó là lẩu tôm càng xiên. Nhìn bên ngoài thôi thì cũng có thấy được là lẩu này mà có thêm tôm càng nữa thì nó đã ngon rồi. Nhưng mà có lẽ thì bây giờ chúng ta sẽ vào trong quán đi để thưởng thức cái hương vị của cái món lẩu tôm càng xiên này nhé. Chị ơi, em chào chị ạ. Lúc nãy thì em thấy ở bên ngoài thì ở quán mình có cái món lẩu tôm càng xiên, nhưng mà em không biết là cái món lẩu nó như thế nào, chị có thể nói rõ một xíu cho em biết được không ạ? Dạ, cái lẩu bên em thì có nhiều loại lẩu, là tôm lớn, tôm nhỏ hoặc là tôm vừa nữa. Cái nước lẩu thì chủ yếu là giống nhau hết, cái phần rau bún đều giống nhau hết, nhưng mà cái size tôm nó khác nhau, tùy khách thích ăn tôm lớn hay tôm nhỏ rồi lựa size tôm. Thì cái lẩu mà 179.000 hồi nãy anh hỏi là cái loại tôm vừa ở bên em á, cái loại là 8 tôm, và loại lớn hơn là loại đặc biệt ở bên em á. Thì có mức giá là bao nhiêu? Dạ, lẩu đặc biệt á thì là 349.000 á, là 6 con tôm lớn, rất là lớn. Tôm lớn. Dạ đúng rồi. Và những cái con tôm sống ở đây nè thì mình nhập ở đâu về? Tôm bên em á thì nhập tự nhiên á ở dưới từ Bến Tre. Tôm và sống bán hoàn toàn tôm sống. Và thời gian bán của mình là từ mấy giờ đến mấy giờ? Bên em á thì mở cửa từ 10 giờ sáng tới là 10 giờ rưỡi tối. Có lẽ là em sẽ gọi cho mình một cái phần lẩu tôm càng xiên chị nhé. Em cảm ơn chị rất là nhiều ạ. Và trong lúc mà chờ cái món lẩu tôm càng của Bảo ra thì có lẽ là thì bây giờ Bảo sẽ hỏi một vài vị khách ở trong quán để họ cảm nhận về cái hương vị của món lẩu này như thế nào nhé. Mình chào bạn ạ. Bạn có hay ghé quán tôm càng xiên này thưởng thức không? Cũng thường. Bạn thấy hương vị nó như thế nào? Khá là ngon. Mình thích nhất là tôm ở đây. Tại vì tôm ở đây rất là tươi. Bạn biết là cái nồi lẩu này giá bao nhiêu tiền không? 179.000. So với những nơi khác thì như thế nào? Nói chung là cũng được, thấy ngon, hợp lý. Thì anh hay ăn ở đây không? Mình ăn ở đây cũng thường xuyên. Anh thấy là cái hương vị của cái món lẩu ở đây như thế nào? Cũng khá là dễ ăn, cũng như là nó có thể phù hợp với nhiều người. Cái điểm nào anh thích nhất trong cái món lẩu này? Thứ nhất là tôm thì rất là tươi. Và thứ hai là cái mùi vị nó cũng hài hòa, nó không có bị quá lạt hay là quá mặn. Và sau một hồi chờ đợi thì cuối cùng của Bảo đã có được cho mình một cái nồi lẩu tôm càng xiên ở đây. Đầu tiên thì ở ngoài thì Bảo có cái tên là lẩu tôm càng xiên, thì cái chữ xiên ở đây nó hơi lạ lạ, nhưng mà thật ra thì xiên là những con tôm ở đây, những con tôm sống sẽ được xiên vào những cái cây như thế này. Thì cái việc xiên như vậy thì mọi người sẽ có hai lựa chọn. Một thì để cái xiên như thế này luôn, nhúng vào trong cái nước lẩu như thế này cho Bảo thì sẽ dễ ăn hơn, và cũng như là dễ lột cái phần vỏ tôm hơn. Còn một cách khác nữa thì mọi người sẽ gặp cái phần nắp lại khi mà con tôm còn sống, cho vào trong nồi như thế này và tuốt những cái cây xiên này ra. Thì sẽ có hai cái cách như vậy. Và lẩu thơm quá. Ở cái môi đâu? Và trong thời gian mà chờ đợi cái môi thì bà sẽ ngắm nhìn con tôm một chút xíu. Thì với 179.000 thì mọi người sẽ có được 8 con tôm cỡ vừa trong cái nồi lẩu này. Và trong nồi lẩu thì hầu như chỉ có tôm thôi, và không có còn lại một cái gì hết. Bảo nghĩ rằng là với 8 con tôm cỡ vừa như thế này thì cũng đã ngon rồi. Quan trọng là cái phần thịt ở bên trong nó có chắc và nó có ngọt hay không. Đó là một cái phần quan trọng. Dạ, em cảm ơn chị ạ. Và bây giờ thì có lẽ là Bảo sẽ nếm thử cái phần nước lẩu này. Thịt tôm ngon, nhưng mà trước tiên thì có lẽ là bây giờ sẽ lấy một con tôm ra cho nó nguội trước cái đã. Trong thời gian mà chờ cái con tôm này nguội thì có lẽ là Bảo sẽ nếm thử cái phần nước lẩu này. Thịt tôm này quan trọng và cái phần nước lẩu này cũng quan trọng không kém. Và Bảo nghĩ rằng thì với cái màu sắc như vậy và cái hương thơm mà từ nãy giờ ngồi đây thì có lẽ là cái nước lẩu này thì giống với cái vị lẩu Thái. Nhưng mà bây giờ chính xác thì có lẽ là Bảo sẽ nếm thử. Cái vị không quá cay và cái cách đêm nếm thì rất là đậm đà và rất là giống với cái nước lẩu Thái luôn. Giống với 90%, nhưng mà ngược lại thì nó sẽ không cay bằng cái nước lẩu Thái, và cái vị nêm rất là đậm đà, một chút xíu ngọt ngọt ở trong đó nữa. Cái phần tỏi băm trong cái nước này rất là thơm, cái phần nước lẩu rất là thơm. Và bây giờ thì con tôm của bạn nó cũng đã hơi nguội một chút xíu rồi, dễ lột hơn. Và bây giờ thì bạn sẽ lột cái con tôm này ra. Cái phần gạch tôm ở trên rất là ngọt. Sau khi thấm một chút xíu cái chua chua của cái phần nước lẩu nữa, nhưng mà ngược cái phần gạch tôm ở bên trên đó
khi mà hút vào á, thì đặc cái phần đặc biệt nhất của cái con tôm càm đó là chính phần gạch ở trên này. Và mọi khi mà mọi người thưởng thức cái phần gạch này thì sẽ cảm nhận được cái vị ngọt và cái vị tươi của nó luôn á. Ngon quá. Cái phần gạch béo. Mà hôm bây giờ, ở đây bây giờ sẽ thưởng thức cái phần tôm, phần thịt tôm bên dưới này. Cái phần thịt tôm rất là chắc. Nhưng bình thường không? Bảo thích hơn là cái việc là lột cái phần vỏ tôm bên ngoài ra rồi sẽ cho lại trong phần nước lẩu để cho cái phần vỏ tôm, cái phần thịt tôm này nè, nó thấm hơn cái phần nước lẩu và nó nóng hơn và nó ngon hơn nữa. Nhưng mà để cắn ở bên ngoài để cảm nhận được cái vị tươi của nó thì đúng là cái phần thịt tôm rất là thơm và rất là chắc, rất là ngọt nữa. Đây là con tôm càng sông và nó sẽ có một cái vị ngọt riêng so với cái tôm càng mà nuôi ở trong cái nơi vùng nước mặn. Và cái thịt của cái phần tôm càng sông này thì nó cũng rất là chắc. Và đặc biệt là cái phần gạch của cái con tôm càng này lúc nãy bà vừa thưởng thức thì cũng rất là béo và ngon nữa. Và bây giờ thì sẽ chấm thử nó với lại một ít muối ớt xanh. Thơm quá. Cái phần đuôi của con tôm này nó nằm ở phía trên này nè. Chính vì như vậy thì nó không quá chín, mà ngược lại thì nó còn một cái dai sần sật á. Và cái ngọt của cái con tôm này chấm với cái phần này nó hơi cay cay, thơm thơm ở trong nữa, rất là đã. Wow. Hết một con rồi nhưng mà vẫn chưa đã ghiền nha. Bảo nghĩ rằng là với một cái phần 8 con tôm vừa như thế này, một cái lẩu tôm 179.000 thì sẽ phù hợp với khoảng 2 người ăn. Và chúng ta còn rau, còn bún ở đây nữa nè. Và từ nãy giờ thì thưởng thức cái phần nước lẩu, cái phần thịt tôm. Còn bây giờ thì có lẽ sẽ ăn một cách đầy đủ vị nhất, đó là cho cái phần rau này, cái phần rau sống vô với ăn với bún. Đây, bây giờ thì đã có được cái phần có lẩu nè. Cái một cái chén lẩu một cách đầy đủ là có bún, có rau và có cái phần tôm ở bên đây nữa. Nhưng mà nếu như ai thích ăn cay á thì có thể cho thêm một ít ớt ở bên này, hoặc là có thể nếu như mà chưa vừa vị thì cũng có thể nêm một chút xíu nước mắm ở trong đó cũng được. Với Bảo thì có thấy rằng là cái phần nước lẩu này đã vừa miệng rồi. Và Bảo thấy rằng từ nãy đến giờ Bảo thưởng thức thì về cái phần nước lẩu á thì nó hơi mặn một chút xíu nếu như mà mọi người ăn hơi lâu. Và ban đầu thì nó sẽ có một cái vị đậm đà, nhưng mà nếu như ăn về sau thì có lẽ là cái phần nước này nó sẽ hơi mặn một chút. Về màu sắc á, về hình thức bên ngoài thì có thấy rằng là như thế này với mức giá 179.000 là phù hợp rồi. Nước lẩu thì bảo thấy rất là quen thuộc. Cái điểm nhấn lớn nhất đó là cái con tôm này, cái phần tôm rất là tươi. Cái phần lẩu này thì cũng sẽ không cay mấy, nên nếu như mà mọi người thích cay hơn thì có thể cho cái phần ớt này vào bên trong cái nước lẩu này để cay hơn nữa mà ngon hơn nữa. Bảo thì vẫn thích là cái phần nước lẩu này cay hơn một chút xíu nữa, nhưng mà ngược lại thì như vậy thì sẽ phù hợp hơn và các bạn hơi nhỏ một chút thì vẫn có thể thưởng thức được cái phần lẩu này. Và một buổi chiều, và dạo này trời Sài Gòn cũng hay mưa nữa, nếu như mà Bảo nghĩ rằng là vào một trời chiều đang mưa nữa mà ngồi xì xụp để húp một cái nồi lẩu tôm ngon như thế này, có rau sống, có bún ở đây nè, rồi có một cái chén muối ớt xanh ngon nữa, thì con nghĩ rằng đó là một cái món ăn rất là phù hợp vào mùa mưa này của Sài Gòn, với một cái mức giá bọn nghĩ rằng là cũng tương đối bình dân nữa. Ngoài ra thì Bảo thấy rằng là ở trong quán thì sẽ có rất là nhiều không gian, buổi tối thì mọi người có thể ngồi bên ngoài. Còn giống như lúc này Bảo đang ngồi đây thì ngồi ở trong một cái không gian máy lạnh, thì nếu như mà ăn lẩu và vào trời nóng thì sẽ hơi khó chịu, nhưng mà ngồi trong một không gian máy lạnh như thế này thì Bảo nghĩ cũng là tương đối phù hợp. Và ngoài ra thì lúc nãy Bảo thấy trong thực đơn vẫn còn rất là nhiều món nữa để mọi người, ngoài cái món lẩu này thì mọi người cũng sẽ có nhiều cái sự lựa chọn dành cho mình. Còn bây giờ thì có lẽ là xin cảm ơn sự dỗ tất cả quý vị và hẹn gặp lại mọi người trong những món ăn ngon của người Sài Gòn tiếp theo nha. Bye bye.